Ủa cô, anh Phương, em lạn hai vòng rồi cô mới để ý tới em. Tại em mặc áo trắng nè, quần đen này, cô tưởng là em học sinh nào đi lộn vô bếp nó ngon mỗi ngày. Thật ra là ngày hôm nay em đi ngang qua sân trường, em nghe tiếng trống trường, rồi em thấy hoa phượng, rồi tự nhiên lòng mình xao xuyến. Mà nếu mà nói về học sinh á thì sẽ nhớ tới những cái món ăn ở ngoài đường đúng không? Kem chuối nè, rồi phá lấu nè, rồi bánh tráng trộn. Dạ đúng rồi. Còn một món nữa phải sang chảnh lắm đó. Đó là cái món xôi gà mà gà rim mặn mặn ngọt ngọt đó cô. Trời hấp dẫn lắm, nhớ tới lại còn thèm luôn á. Hồi đó thì phải sang trọng mới ăn được món đó, nhưng mà bây giờ món đó mình cũng có thể ăn mỗi ngày luôn. Wow, vậy là cô sẽ làm đúng không ạ? Mình làm món đó đi nha. Cảm ơn cô. Gà rim ngũ vị đậm đà hết ý. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chúng ta sẽ sử dụng đùi gà. Thì bây giờ mình sẽ khứa dài đường dọc theo cái đùi gà này để cho thống vị hơn đúng không cô? Đúng rồi, chút mình nấu á nó cũng sẽ nhanh chín hơn em. Dạ. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp gia vị vào trong đùi gà này. Cho vào đây là 2 muỗng cà phê nước hành tỏi, 1 muỗng canh mật ong. Các bạn cũng lưu ý là chúng ta sẽ dùng mật ong ướp để món ăn có vị ngọt dịu ha. Thêm vào 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon heo và 1 muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ. Chúng ta sẽ trộn đùi gà với phần gia vị này. Mình để khoảng chừng 15 phút cho đùi gà thấm gia vị. Á, thì mình sẽ lựa những cái đùi gà mà nó vừa phải thôi. Rồi mở lửa giúp cô nha. Dạ. Cho vào đây một ít dầu ăn. Mình áp chảo cho cái bên ngoài của cái phần đùi gà, phần da đó, nó xém thơm và nó đẹp. Này em nhìn thấy nè, thấy chưa? Wow, đúng là xém lên màu rất đẹp cô ha. Đúng rồi. Đó, sau khi mà mình đã tạo màu cho cái phần da gà xong rồi, vớt cái phần gà này ra đi đã. Dạ. Cô sẽ cho vào đây một ít dầu ăn hoặc là cái dầu chiên hồi nãy đó mình chừa lại một ít ha. Rồi và để cho có màu đẹp á thì mình cũng sẽ cho thêm vào đây khoảng chừng 1 muỗng canh màu dầu điều. Sả thì chúng ta sẽ cắt khúc, mình đập dập sả, mình cho vô trong dầu, mình sẽ phi lên cho thơm, không cần dầu thật là nóng đâu, vừa vừa cũng được rồi. Ở đây mình cắt hơi dài dài một chút để có thể một chút nữa mình lót ở bên dưới rồi thịt gà mình để lên trên đó em. Dạ. Hồi nãy á mình có hành và tỏi băm, cô đã dắt lấy nước rồi, giờ phần xác của hành tỏi băm mình cũng cho vô đây luôn. Dạ. Đó thì mình sẽ sử dụng một cái hoa hồi, rang sơ cái hoa hồi này nha. Dạ. Rồi mình cho vô luôn, xào lên. Tại là những gia vị để dậy lên nó mùi thơm cho món ăn. Đúng rồi. Thơm rồi đó ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần đùi gà vô. Dạ. Đó. Hồi nãy á mình có cái phần nước ướp gà đó em. Dạ. Giờ mình cho vô luôn. Đó, gia vị nằm ở chỗ đó. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây là khoảng chừng một chén rưỡi nước dừa tươi để lửa cho nước sôi lên. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lót sả khi rim để gà không bị cháy xém và mùi thơm hơn. Đúng là rất thơm cô ơi, có mùi thơm quyện của sả nè, của ngũ vị hương nè, rồi có cả cái mật ong ở trong đó, nó làm cho cái phần xích nó sệt sệt, nó sánh lại. Trời ơi, cái món này mà ăn với lại xôi hay bánh mì là hết ý luôn đó cô. Rồi bây giờ mình dọn ra là em được thưởng thức liền luôn á. Cảm ơn cô. Trong những cái chiếc đùi gà nó rất là bóng bẩy và hấp dẫn, cái phần sốt nó áo đều xung quanh. Và mùi của nước tương Phú Sĩ á, nó làm cho món ăn mình nó thơm đặc trưng. Và cuối cùng là một đọt rau quế nha. Rồi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn ngày hôm nay. Thơm quá. Và món này thì thường mình sẽ ăn kèm với những món gì sẽ ngon vậy cô? Với món ăn này thì Thanh Phương và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ăn kèm với lại bánh mì nè. Và một món nữa mình đề xuất ăn chung đó là món đậu hũ hấp nấm Nhật. Gà chín mềm, da gà vàng nâu óng ánh hấp dẫn, tương tớ thịt săn thấm vị mặn ngọt, thơm lừng mùi sả và ngũ vị hương. Ăn kèm chút rau cải mầm là bắt vị khỏi bàn. Các bạn ơi, những món ăn bình dị nhất luôn là những món ăn gợi nhớ nhiều kỷ niệm nhất phải không ạ? Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về công thức các món ngon, vui lòng truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.